Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay là đến hẹn lại lên ha. Bây giờ Quốc Võ sẽ đốt hương trầm. Xong rồi mình rót trà, mình mời cả nhà mình thưởng thức. Thưa quý vị, đây là một loại hương trầm rất là đặc biệt. Loại gọi là VIP á quý vị, VIP nhang trầm. Cái nhang này nó không có tiêm ha. À, chính giữa nó không có tim cho nên là mình đốt mình nó rất là thơm, nó không có những cái khói mà độc đó, nó làm cho chúng ta là an lạc lắm. Khi mà mỗi buổi sáng thức dậy đó thì Quốc Võ thường hay có một cái góc riêng, rồi mình đốt hương trầm, rồi mình pha trà acetaminophen mình uống đó. Cái hương trầm này nè, cái mình bỏ trong cái khay gỗ này quý vị nè, rồi cái khói đó nó to tỏa ra qua cái đường, những cái rãnh của cái nắp á, tỏa khắp phòng mình. Chúng ta hít cái mùi hương này vào, chúng ta cảm thấy tâm hồn mình rất là an lạc luôn á. Thì hiện tại bây giờ Quốc Võ đang bán hương trầm này với một cái giá rất là đặc biệt luôn. Nói chung là rất tốt để cho tất cả mọi người đều có thể là mình mua để mình đốt hương trầm được. Là một hộp, một bó như vậy nè quý vị nè. Cái bó này trong đây nó có 100 thanh nhang ha. Thì đang bán với cái giá là chỉ có 135 đô la thôi. 135 đô la cho một bó nhân trầm này. Quý vị thấy cái hộp bằng gỗ không? Cái bó này nó làm bằng gỗ rất rất đẹp. Đó. Thì cái khay này nữa là 25 đô la. Thì tổng cộng một một package, tức là một set như vậy nè, nó gồm có vừa cái bó nhang và vừa cái khay luôn, là chỉ có 160 đô la thôi. Rất là rẻ luôn, để cho mọi người cùng có thể là mình mua về mình đốt được quý vị. Thơm lắm. Rồi bây giờ mời quý vị uống trà nha. Quốc Võ có một cái bình trà bằng thủy tinh nè quý vị nè. Rồi cái mình bỏ cái trà Acetaba vào. Đó, mỗi gói trà mình để trong một cái bình trà như thế này. Mình rót ra mình uống từ từ. Rất là đã luôn mà thơm lắm. Giúp cho chúng ta coi như là giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol, rồi những người mà bị cao mỡ, cao máu này nọ vân vân là xuống rất là thấp luôn. Rồi chúng ta nếu mà bị mà đau khớp tay khớp chân, bị gao, khó ngủ, rồi nói chung là trằn trọc băn khoăn này đó đó, tức là giúp cho chúng ta ngủ ngon, giảm bớt tất cả những cơn đau nhức và làm quân bình lượng đường huyết ha, lưu thông máu huyết này đó vân vân, tức là công dụng trại Acetaba là rất là tốt luôn. Hiện tại bây giờ là quý vị biết rằng là có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt, là ví dụ như quý vị mua một hộp trà như thế này. Hiện tại bây giờ thì họ design cái hộp rất đẹp luôn ha, không phải giống như hộp ngày xưa nữa, mà bây giờ cái hộp bây giờ nó vậy nè quý vị. Trong hộp này có 60 gói nha. Ngày xưa cái hộp nhỏ đó, cái hộp mà lúc trước nãy giờ về thì nó có là 40 gói, bán là 45 đô la, nhưng mà bây giờ cái hộp này là 60 gói luôn, chỉ bán với giá là 65 đô la thôi quý vị. Mà cái hộp này nè, mình mở ra đó, mở nắp hộp ra thấy bên trong nè quý vị ha, đẹp không? Bên trong này nó có là 60 gói trà, có 6 ngăn tất cả ha, 60 gói. Quốc Võ đang bán với giá là 65 đô la cho một hộp thì thôi quý vị. Nhưng mà nếu quý vị nào mà mua 3 hộp này đó, sẽ có hai món quà rất đặc biệt luôn. Nếu quý vị nào mà mua 3 hộp thì sẽ có hai cái món quà đặc biệt. Thứ nhất là một cái hộp trà nhỏ này. Hộp trà này Quốc Võ bán với giá là 25 đô la. Thì nếu như quý vị mà mua 3 hộp trà lớn này, quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ và tặng thêm một chai dầu Tibet nữa. Nè, dầu này nè. Chai dầu này Quốc Võ bán với giá là 15 đô la. Ha, 15 đô la cho dầu dầu này. Nhưng mà nếu quý vị mua 3 hộp lớn này, quý vị sẽ được tặng một cái hộp trà nhỏ và thêm một chai dầu Tibet này nữa nè quý vị. Chai dầu này rất là tốt luôn. Mình bị đau nhức bình mẩy, mình bị cảm cúm, sổ mũi, chức đầu thì mình hít cái dầu vô. Hoặc là mình bị đau nhức á, mình xoa dầu vô là nó sẽ hết liền quý vị. Hay lắm. Đó, thì cái hộp trà này nè quý vị nè. Hộp trà này rất là tốt luôn ha, hộp trà Acetaba nè. Ngoài ra thì mình còn có một cái hộp bột nữa. Cái hộp bột nó lớn như cái này đem quay đây nè. Cái hộp trà nhỏ hơn, hộp trà họ design nó gần giống nhưng mà nó nhỏ hơn đó, cái hộp bột nó lớn hơn ha. Hộp bột quá thì thưa quý vị, ở trong đây là bột dinh dưỡng nha, nó gọi là 36 chất dinh dưỡng đó. Chúng ta mở ra chúng ta cũng thấy là sao có 6 ngăn tất cả, mỗi ngăn là 10 gói, như vậy là chúng ta có là 60 gói bột dinh dưỡng này. Và khi nào mà quý vị bị biếng ăn đó, mình đi làm gì mệt mình không muốn ăn cơm, hoặc là mình buổi sáng mình đi làm sớm quá mình không có đủ giờ để mình làm đồ ăn sáng đó, thì mình cứ khuấy hai
cái gói bột này vào một cái ly nước nước nóng như thế này nè quý vị nè. Đó. Hai gói bột ha, mình để vô mình khuấy lên. Khuấy đều lên rồi mình uống là nó đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn luôn quý vị. Thoải mái luôn. Đó, như là đủ chất dinh dưỡng luôn, mình không có sợ bị thiếu chất dinh dưỡng ha. Thí dụ buổi tối về làm gì mệt á, mình không muốn ăn cơm thì mình cũng khuấy hai cái gói bột bỏ vào cái ly nước 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 nóng, mình khuấy lên mình uống là đủ chất dinh dưỡng luôn, khỏi ăn cơm luôn. Hay lắm. Thì hiện tại bây giờ như vậy là Quốc Võ cũng bán một cái hộp bột dinh dưỡng này với giá là 95 đô la một hộp này, thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp gói trà, một hộp trà như thế này. À, đã chưa? Cái hộp trà này bán với giá là 25 đô la, mà nếu như quý vị mua cái hộp bột này 95 đô la thì quý vị sẽ được tặng một cái hộp trà này. Đó, tức là mình mua một bộ như vậy, hai thứ luôn. Với giá chỉ có 95 đô la thôi quý vị. Quá tuyệt vời ha. Đó. Đó là những điều có phải muốn share cho mọi người trong ngày hôm nay. Bây giờ một lần nữa xin mời quý vị nha. Hôm nay Quốc Võ cũng muốn điện cho chị Hồng Trinh thử coi chị đã bớt bệnh chưa. Đó, để coi coi mình sẽ lấy số chị Hồng Trinh mình điện để cho mọi người cùng cùng nghe chị nói chuyện luôn ha. Dạ, hello chị, sao tôi khỏe không chị? À, chị đỡ rồi một chút, chị Ví cũng đỡ đi một chút. dụ như bây giờ làm 10 phần thì mình đã được mấy phần rồi chị? Thì qua ngày hôm nay nó một tuần rồi á, thì bây giờ chị qua ngày hôm nay thì chị cũng bắt đầu đỡ đi nhiều cái sưng á. Thì chị nói với em á, là tại vì chị bóp bằng cái dầu thay bịch đó, cái dầu đó nó tốt thiệt luôn đó. Thì á, đem tới mình bóp bằng cái dầu đó xong rồi mình nó làm cho rất là dễ ngủ, nó hết nhức á, biết không? Rồi cái chị cũng xài cái dầu đó rồi chị uống thuốc bác sĩ cho, xong rồi vẫn là mình làm biếng ăn lắm, cái thuốc nó làm cho mình rất là làm biếng ăn. Thì cũng may là em gửi cái bột đó cho chị, thì chị cũng mấy bữa nay làm biếng ăn cứ uống sữa với cái bột đó, thì cũng cũng suy nghĩ là như vậy thôi thì chắc mấy bữa chị sẽ ăn lại được bình thường, nhưng mà mấy hôm nay chị không có ăn được thì chị uống cái bột dinh dưỡng em gửi cho chị đó. Thì chị cũng mới uống xong, thì em gọi vô cho chị. À, thì Cái bột đó chị uống cho chị thấy cái mùi vị nó thơm không? nó dễ uống lắm rồi, tại vì nó là nó làm chị nhìn nó thì họ làm bằng ngũ cốc nhiều ở trong đó, thành ra là cái ngũ cốc đó thì nói đúng ra là mình, chị Hồng Trinh cũng lớn tuổi rồi, mình nói mình không có ngại đâu. Thì cái đó là em có biết nó giúp cái gì nữa không? Nó giúp cái nhuận trường, Dạ đúng nó rồi, giúp đi nhuận trường. trường đó. Dạ đúng rồi chị. Thành ra là nó làm cho cái người của mình nó không có khó chịu, chị vẫn ăn thì chị không ăn được nhiều đó. Nhưng mà khi mà mình uống những cái loại thuốc mà để cho nó giảm đau đó thì nó sẽ làm cho bị bón giống vậy đó, làm cho người của mình nó rất là khó chịu, nhưng mà uống cái thuốc này vô nè thì là nó giúp về cái vấn đề. Chị cho mẹ chồng chị uống, ngày hôm qua chị nói chuyện xong sáng sáng sớm hôm nay nè, mà chị cho bà cụ uống thì là bà cụ nói mình ghé qua mình thăm lại, thì bà cụ nói cái này uống nó làm cho mình dễ đi cầu Đúng hả. rồi, dạ đúng rồi. Đó thì là cái này là người lớn tuổi nói chuyện nha, cái máy nói sao chị Hồng Trinh bây giờ đi lên mạng nói mấy cái chuyện này, đây là mình nói về cái vấn đề sức khỏe, mà nói về cái vấn đề cái bột dinh dưỡng nó làm gì cho mình. Thì bây giờ cái sự thật ra ban đầu chị ngại chị cũng có nói, nhưng mà bây giờ chị phải nói ra, là tại vì bà cụ đó bệnh xong rồi uống thuốc xong rồi nằm một chỗ, thì nói về cái vấn đề mà phải làm sao để mà cho bà cụ không có bị bón, không bị gì đó rất là khó, tại vì những cái loại thuốc cho uống rất là nhiều, nó nóng đó Đúng rồi. đó. Rồi bà cụ uống buổi sáng cho uống hai gói, xong rồi dặn cái chú em chồng là buổi trưa thôi kệ nó cứ nạp vô đi, nạp vô để cho lấy lại cái sức khỏe nhanh đó. Buổi trưa cho uống hai gói, thì là buổi hồi nãy chị đi qua thăm thì bà cụ nói rằng là
Cái này nó tốt ở cái chỗ là nó làm cho mình uống vô một mình không có bị bón đó. Vậy là lệ là êm rồi, chứ mỗi lần mà bà cụ không đi cầu được á, mình rất là tội nghiệp luôn á. Đúng rồi. Có khi mình đưa bà cậu cụ vô, mình phải đứng ở đó để mình canh đó, không thôi bà cụ té đó nhá. Lâu lắm mỗi lần vậy gọi là khổ sở lắm, bà cụ mới mới đi cầu được. Mà bây giờ bà cụ mình đi qua cái nói uống uống vô cái bụng có khó chịu không, bà cụ nói không có chịu, là tại vì uống buổi sáng với uống buổi trưa thì là chỉ mới ở bên nó về, ở bên này là tối rồi nè, thì nói là buổi chiều nó làm cho mình đi cầu được đó. Như vậy thì là đây đây là quá, không phải là mình lên mạng mình nói những cái chuyện này, nhưng mà cái đó là cái hiệu quả của cái bột ngũ cốc. Chị cho là họ làm toàn là bằng mấy chục loại gọi Sáu loại á, dạ. 36 cái loại, toàn là mình gọi rằng là họ họ làm bằng những cái chất, gọi là nó có cái chất dinh dưỡng mà giúp cho cái đường tiêu hóa đó rất là êm. Tại vậy bà cụ nói vậy chị mừng quá trời, chứ không mà chị qua mà phải đưa bà cụ đi, mỗi lần bà cụ phải đi cầu đó, bà cụ khổ lắm Đúng rồi. đó. Hồi nãy em có nói một cái clip về cái vụ mà Hoài Linh đó, Hoài Linh mà bây giờ lại lại cái là quay về với lại đạo ở Chúa đó nha chị. Đó. Đúng rồi, thì cái sự việc đó chị cũng biết lâu rồi, thì chị cũng đang chờ đợi, chị đang chờ đợi ở cái người quay về với Chúa đó. Là tại vì như chị Hồng Trinh nói hoài là chị Hồng Trinh, đạo gốc của chị Hồng Trinh là đạo Công giáo, và chị là một cái người nói rằng là cũng sống theo thánh ý Chúa, cũng như là mình sống theo phúc âm và mình sống theo thánh kinh đó. Tại vì mình là một khi đạo đạo Công giáo có một cái này nè, tại vì khi mà mình lớn lên 5 tuổi thôi là mình đã bắt đầu phải chịu các phép bí tích, thì những cái đó làm cho con người của mình nó rất là khó bỏ đạo đó. Tại vì mình khó bỏ đạo là tại vì mình cái quá trình để mà mình lớn lên đó là mình phải học rất là nhiều kinh thánh, mình phải thuộc xong rồi mình phải trả bài gọi là khảo kinh đó, là mình phải được đóng bao nhiêu cái mục là mình phải thuộc hết. Thành ra là phần đông những người nào mà đạo gốc đó, thì là thuộc kinh đến mình như nó ăn ở trong cái óc của mình đó, mình không quên được những cái bài kinh kinh mà mình đọc phải đọc mỗi ngày đó, là mình phải thuộc lòng như vậy đó. Thì là chị Hồng Trinh rất là mừng khi mà Hoài Linh quay về với Chúa và được xưng tội. Tại vì trước khi lâu quá mình bỏ đạo đó, thì là cái việc đầu tiên mà mình được quay về với Chúa đó là mình phải đi xưng tội. Mình xưng tội đáng lẽ ra là mình có tội hay không đó, thì là ít nhất trong một năm mình phải gặp cha để mình xưng tội một lần. Dù mình không làm cái điều gì quá chừng nhưng mà mình vẫn có cái sơ sót, mình vẫn mỗi ngày đời sống của mình đó vẫn có làm cái chuyện gì có lỗi với ai đó, thì mình sẽ xưng tội rồi mình được cha giải tội, tức là được tha tội. Thì khi đó thì mình mới được rước rước mình thánh Chúa, mình mới được đi lên rước lễ. Nếu mà mình không xưng tội thì mình không được rước lễ đó. Như vậy thì chị Hồng Trinh đang mong chờ ở nghệ sĩ Hoài Linh, và tại vì mới mới quay lại đạo từ cái hôm mà lễ Giáng sinh đó. Là cái ngày hôm đó thì tổ chức cái buổi lễ mà có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở đó để cũng như là ủng hộ bà ở đó với lại Hoài Linh, để nghệ sĩ Hoài Linh quay quay về với Chúa đó. Thì coi cái đó chị cũng rất là mừng, là tại vì lên đồng rất là lâu rồi, có như về Việt Nam một cái là bắt đầu đi bỏ đạo lên đồng này kia cái nọ đó đó. Thì chị Hồng Trinh cũng tin rằng là cái sự ra đi của người bố đó thì phải tổ chức đám tang trong nhà thờ đó, cái đó
Chị Hồng Kinh tin rằng cái đó đem quay trở lại với Chúa, là tại vì khi mình bước chân vào nhà thờ thì bao nhiêu những cái gì về Chúa nó sẽ kêu gọi mình phải quay về đó. Chị Hồng Kinh là người có đạo, Hồng Kinh tin như vậy. Và bây giờ sự mong chờ của chị Hồng Kinh đó, thì mình đi vào mình xưng tội thì mình được giải tội. Mà Hoài Linh tuyên bố rằng Hoài Linh là người đã từng giúp lễ. Em biết là được là một người thiếu niên giúp lễ trong nhà thờ đó. Cái đó là cả một cái danh dự đó. Cha mẹ nào mà có con được giúp lễ đó, là cái đó là ở trong xứ đạo. Cái đó là gọi là vinh dự lắm. Mới có con được cha chọn làm giúp lễ đó em ơi, không phải dễ. Đó. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ thì là chị cũng mong chờ ở nghệ sĩ Hoài Linh, là tại vì mình sống là người người công giáo đó, thì là mình 10 điều răn chính của Chúa đó, thì mình không nói tới, nhưng mà những cái điều răn của giáo hội đó là những cái sự mong chờ của chị, là tại vì ở trong đó có cái điều răn gọi là thương linh hồn bảy mối. Thương linh hồn bảy mối thì là bảy cái mối đó thì là như vậy nè. Để chị thuộc lắm, thành ra là chị có thể đọc được đó. Thì là thứ nhất, lấy lời lành khuyên người. Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội. Thứ ba là an ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội. Thứ năm, tha kẻ dễ ta, tức là tha kẻ khinh dễ mình, tha kẻ dễ ta. Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy là cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Thì bây giờ chị Hồng Trinh đang mong chờ ở cái sự là cái điều răn thứ năm là tha kẻ dễ ta. Cái người nào đã từng khinh dễ mình, cái người nào mà đã từng xúc phạm mình, thì mình tha cái kẻ đó. Nhịn kẻ mất lòng ta, tức là ai mất lòng mình thì mình coi cái sự đó là cái sự khiêm nhường và bỏ qua. Và chị Hồng Trinh đang chờ đợi ở nghệ sĩ Hoài Linh chứng minh rằng là quay về với Chúa, với lời tuyên bố là đã từng giúp lễ cho rất nhiều nhà thờ và thuộc rất là nhiều kinh. Thì bây giờ chị Hồng Trinh đang chờ đợi, tại vì mình quay về với Chúa mà cái đơn kiện cô Nguyễn Phương Hằng đó nó còn nằm ở đó. Mà cái đơn kiện đó thì ở trong cái phần có lỗi, là có lỗi của Hoài Linh rất là nhiều ở trong đó. Bây giờ nói sao, vẫn là cô Hằng cổ có chửi cái sự việc đó ra, nhưng mà nghệ sĩ Hoài Linh là cái người tạo ra cái sự việc để mà cổ phải tức lên, cổ phải chửi. Mà nhiều người cũng ngay tới cái giai đoạn này, nhiều người cũng không chấp nhận được cái sự việc, nói thẳng ra đi, không muốn nhắc cái chuyện cũ, nhưng mà vẫn phải nhắc để chị nói chuyện cho nó rành rẽ ra tại sao chị đem vấn đề này lên. Là tại vì cái sự việc mà giữ tiền của người miền Trung trong khi họ bị nạn như vậy đó, là cái việc làm rất là sai đó. Nhưng mà pháp luật không xử, tại vì cái luật không chặt rồi. Nhưng mà dân miền Trung với lại những người như chị Hồng Trinh đó, vẫn rất lấy làm tiếc là tại sao lại để cái sự việc như vậy xảy ra đó. Là chị vẫn là, chị nói thật, trong bao nhiêu nghệ sĩ đó là chị Hồng Trinh rất là quý mến Hoài Linh, là tại vì Hoài Linh rất là hiền, lại còn rất là vui theo cái kiểu mà nói diễn hài đó. Thì là chị Hồng Trinh rất là thích coi Hoài Linh diễn đó. Rồi cái cách sống, rồi mọi cái thứ làm cho mình rất là tiếc khi sự việc nó xảy ra như vậy. Thì bây giờ chị đang mong chờ quay về với Chúa, thì là sẽ từng đêm sẽ tự một mình để mình suy nghĩ, mình đã quay về với Chúa thì mình nên làm cái việc gì để cái sự việc quay về với Chúa của mình chứng minh rằng là mình vẫn nhớ những cái điều Chúa dạy, mà mình vẫn sống theo cái tinh thần của cái người công giáo. Tức là mình sẽ
gọi là nghĩ tới cái thương linh hồn bảy mối để mà làm cái việc điều răn thứ năm là tha kẻ dễ ta, điều thứ sáu là nhịn kẻ mất lòng ta. Mà bây giờ cái đơn kiện nó còn ở trong đó, thì chị Hồng Trinh muốn nhìn thấy nghệ sĩ Hoài Linh thực hiện cái sự việc là vẫn đăng kiện cô Nguyễn Phương Hằng như vậy, thì chưa có cho chị Hồng Trinh thấy rằng là quay về với Chúa với cái sự việc là sau bao nhiêu năm mình lầm đường lạc lối á, mình rời xa Chúa cả bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình quay lại thì cái chị Hồng Trinh cũng hy vọng là ông có thể có cái cơ duyên nào đó. Thì em Hoài Linh á, nhỏ tuổi chị rất nhiều chị gọi là em Hoài Linh á, thì có nghe chị Hồng Trinh nói chuyện thì là nên quay về bằng cái gọi là theo sống sống theo cái điều răn của Chúa, là nên tha kẻ dễ ta và thứ sáu là nhịn kẻ mất lòng ta. Mà giờ cái đơn kiện nó còn nằm ở trong đó thì chị Hồng Trinh chưa nhìn thấy cái sự việc là có nghĩ tới cái vấn đề là mình là người đạo Công giáo. Dạ đúng rồi. Thì Đó, đó thì em cũng mong vậy dạ. nếu như em làm việc với chị rất là lâu rồi đó, thì em đều thấy rằng là dù có cái sự việc gì nóng giận ghê lắm đó, thì là chị cũng bỏ qua rất là nhiều. Chị bỏ qua rất là nhiều chứ chị không phải là cái người ăn thua đủ, ai đụng tới mình một cái là mình phải đụng lại liền, chị đâu phải cái người như vậy đâu, đúng không bố vợ? Đúng rồi. Không có đâu, chị bỏ qua rất là nhiều, mà chị cũng thấy ai ai nói cái gì mình mà ở cái mức độ không có cái gì để cho mình gì đó là chị bỏ qua. Cái đó là điều răn thứ sáu là nhịn kẻ mất lòng ta. Mất lòng chị biết mười mươi luôn đó, nhưng mà chị cũng không không đem cái vấn đề đó ra để mà chị làm gì. Thì chị đang mong chờ ở nghệ sĩ Hoài Linh là làm cái sự việc đó, với lại làm cái sự việc là gọi là tha kẻ tù rằng, tức là ví dụ như cái sự việc chị vừa làm nó, chị cũng làm theo 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 cái thánh ý của những điều răn là chị tha cho cái em mà đụng xe của chị đó. Là mình tha người ta chứ mình không bỏ người ta vô tù đó, tại cái lý do như vậy. Đúng rồi. Nên là Mà chị đâu muốn đâu nói đâu phải ai cũng có tính giống chị Hồng Trinh đâu. Đâu phải ai không, cũng là vì vậy đó. nếu mình nếu nếu mình sống mà nếu như em làm việc với chị rất lâu rồi, với nhiều em khác nữa, chị không có chấp những chuyện nhỏ nhặt, ngoại trừ khi nào mà làm cái gì mà quá lắm mà nó đụng chạm tới cái mức độ mà sẽ gây tổn hại tới người khác thì là chị mới lên tiếng thôi. Chị lên tiếng toàn vì người khác chứ không vì bản thân chị. Có nhiều khi nói chị rất là nặng, nói chị những cái chuyện gì đâu á, chị không bao giờ chị lên phản biện vì cái bản thân của chị bao giờ cả, mà chị chỉ nói là vì cái lợi ích chung. Ví dụ như lâu lâu chị phải nói đến chuyện Nguyễn Tiến Dũng, không hề nói về cá nhân chị đâu, mà chị nói cho cả một cái bao nhiêu những cái người mà hành động hoặc là cư xử của Nguyễn Tiến Dũng làm cho bao nhiêu tổn hại tới bao nhiêu người dồn tiền vô để giúp thiền am mà dùng hết cái cách này cách kia, rồi còn đi lên trên đó để mà ăn thua đủ với những cái người mà người ta đem lên những cái câu hỏi rất là hợp lý để hỏi ảnh, là tại vì vẫn là cái số tiền đó không thuộc về mình, thì mình nên nhanh lên để mà mình giải quyết cho chính cái em bé đó. Cô Tanya Nguyễn Độ đó không có nên nói tới cái số tiền là 42 ngàn mấy trăm ở trên cái GoFundMe đó đó. Thì là nếu mà cô là cái người làm việc vì chính em bé đó đó, thì cái việc đầu tiên của cô phải trả về cho chính em bé ngay tức thì. Nếu cô nói cô thương yêu lo lắng như vậy đó, thì cô thậm chí còn phải giúp đỡ cho họ bằng cái tiền của cô, chứ cô không có nói cái đó là cái lương của cô được, nó là như vậy. Ừ, đúng rồi.
Thì ngày hôm nay chị lấy cái tâm tình của một người có đạo, mình gọi rằng là người đạo công giáo, thì mình cũng gọi nhau là đạo hữu đó. Để mình nói với Hoài Linh là khi mình đã quay về với Chúa, mình quay về sau rất là nhiều năm mình bỏ đạo, bây giờ mình quay về thì là mình nên quay về với mình, xin tội, cha tha tội cho mình đó. Rồi sau đó bản thân của mình phải sống theo thánh ý Chúa, mà sống theo điều răn của Chúa. Thì chị mới đọc là điều răn thứ 5 của thư hồn 7 mối đó. Nhắc lại là thứ 5 là tha kẻ dễ ta. Ví dụ như cô Phương Hằng, cổ có sỉ nhục, cổ có khi dễ, cổ có nói những cái điều gì đó, mình phải tha những cái lời đó. Thứ 6 nữa là nhịn kẻ mất lòng ta. Cổ mất lòng rồi đó, đi kiện cổ thì đâu phải là nhịn nữa đâu. Thì nên thực hiện cái việc đó ra đi, để cho mình quay về với Chúa, cho nó gọi là cho nó hoàn chỉnh cái sự việc quay về với Chúa của mình. Dạ đúng rồi đó. Ừ. Thì chị hy vọng cái sự việc đó sẽ xảy ra. Mặc dù ở cái thời điểm này thì chị Hồng Trinh khẳng định luôn là cái đơn kiện của ảnh, nếu như so với những cái việc gì để mà đã xảy ra cho cô Nguyễn Phương Hằng đó, thì là ảnh là cái người có lỗi, chứ không phải là ảnh có cái tư cách đi kiện đó. Tại vì ảnh cũng chui vô những cái nhóm kín nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hồng Vân, rồi những cái người giống như là bà Lê Thị Dạo, giống như những cái người như là cái người bạn quý là cái cô Trương Việt Hà đó. Là chị Hồng Trinh có đầy đủ cái bằng chứng là chui vô những cái nhóm kín để mà xúi người này người kia. Ví dụ như Tony Phạm đi, cũng từ ở trong đó đi ra để mà mua người ta, mua lòng người ta, cũng như chửi đi thì là sẽ được cái gì đó. Rồi bé Phương Anh Châu cũng là một cái bằng chứng rõ ràng là cũng ở trong những cái nhóm đó, nhưng mà tại vì Phương Anh Châu từ chối là không hợp tác, tại như vậy mà họ mới làm cho Phương Anh ngày hôm nay mới tức giận lên như vậy đó. Chứ đâu có phải là tự nhiên là cổ chửi đâu, nhưng mà cổ cũng giống như một người đứng ở ngoài ánh sáng mà chiến đấu với cái người núp lùm ở trong đống bóng tối, thì dĩ nhiên rồi cổ đi lên livestream cho cả mọi người đều nghe hết. Nhưng mà những người nghe cổ chửi đó không biết rằng là cả một cái gọi là cả một cái đội V1 nè, rồi dĩ gì đều chui ở trong cái nhóm chính đó với các đại gia để mà bỏ tiền ra trả cho những YouTuber chửi cô Hằng đó. Chửi cô Hằng tới như vậy chị Hồng Trinh không ngại để nói đâu. Thì là Nguyễn Tiến Dũng vẫn là ở trong cái gọi là ở trong cái chiến binh ở trong nhóm chính của bà Lê Thị Giàu với Trương Việt Hà. Bởi như vậy thành ra là mới về Việt Nam thì mới có hai người đó đón bằng xe bản xanh đưa vô Thiền Am, là chỉ có cô Trương Việt Hà đưa vô được thôi. Nếu không phải từ trong nhóm kính chui ra thì người ta làm sao quen để làm những cái chuyện đó. Đó thì là họ chui ở trong nhóm kính. Họ thí dụ như Nguyễn Tiến Dũng không biết cái chuyện gì đi, thì là Trương Việt Hà hoặc là bà Lê Chị Giàu gì đó sẽ đưa ra là bây giờ ngày hôm nay em lên em chửi cái vụ này nè, chửi nó làm đỉ đi, chửi nó là cái con ngủ với thằng này kia đi, chửi nó là con hừng nắng đi, thì là phải có như vậy đó. Chứ Nguyễn Tiến Dũng ở bên Mỹ này biết cái kỹ gì về cô Hằng mà chửi, họ đưa đề tài cho chửi. Thì cái sự việc đó rõ ràng là Tony Phạm cầm rất là nhiều những cái tin nhắn đó mà chưa có đến lúc đưa ra thôi. Và Phương Anh Châu cũng vậy, cầm rất là nhiều luôn nhưng mà chưa có tới lúc để mà phải làm cái sự việc đó ra thôi. Nó mới đem cái sự uẩn ức cho cô bé mà mình đi vô trong đó mình không có gì, chỉ có một cái vấn đề mình từ chối không nghe lời họ thôi.
không nghe lời họ thì là họ, họ lập tức họ đập chết mình luôn để cho đừng có ai biết cái chuyện của họ. Em hiểu chị nói đúng không? Rồi, đúng rồi. Bởi vậy Phương Anh Châu mới đem cái sự hết sức là phẫn nộ. Và tại vì cái ban đầu Phương Anh Châu cũng là vậy thôi, cũng chui vô cái nhóm đó, à, có Vi Oanh ở trong đó nè, có Diệt Hà ở trong đó nè, có những đại gia ở trong đó nè. Đó. Rồi tại vì đi vô trong đó thì nghe họ kể về của là bây giờ mình là Nguyễn Phương Hằng nó lại vậy vậy nè, thì cũng như đưa cái đề tài đó ra rồi chia ra người nào chửi cái gì, người nào chửi cái gì. Thì tại như vậy thì là Phương Anh Châu mới không biết cái sự thật ở bên ngoài nó ra làm sao, cứ thấy người ta nói xấu Nguyễn Phương Hằng ở trong cái nhóm đó thì là à, cái con này đúng là cái con không ra cái gì, thì là Phương Anh Châu mới gọi là bây giờ thì gọi là chị Hằng đó. Còn hồi đó là chửi không ra cái gì, rồi chửi luôn Quốc Võ, là cũng tại vì đâu biết gì về anh Quốc Võ đâu. Đúng rồi. Anh Phương Anh mới nói em không biết gì về anh Phước của Quốc Võ, chứ em chỉ thấy ở trong cái nhóm đó người ta nói chửi Quốc Võ đi, tại vì Quốc Võ như vậy, Quốc Võ như kia, em cần biết gì trơn. Em vô trong đó để em lấy cái tin ở trong đó ra, nghe tất cái chị em nghe về anh Quốc Võ vậy là cái người quá quá xấu quá tội, chị em chửi ở đó ra cho em biết anh Quốc Võ là ai đâu. Đó thì bây giờ ngày hôm nay chị mới nói cái sự thật ra, mỗi ngày chị sẽ nói sự thật. Và chị nói sự thật thì các em như em Tony Phạm hoặc là em Phương Anh Châu thì là chị không hề thấy cái đó cái gì là cái lạ, mà họ chỉ là một cái gọi rằng là đó, họ đi vô cái đường mà mình bị dẫn dắt, thành ra bây giờ mới tức. Mình như một người như Phương Anh Châu á, em này rất là sống, rất là gọi là sống cái tính gọi là rất là công đạo, mà cũng rất là thẳng thắn, không sợ ai đâu, giống vậy đó, mà mình bị nó dẫn mình vô cái chuyện kêu mình chửi, tự nhiên nghe vậy mình tức quá, mình lên mình lôi anh Quốc Võ ra mình chửi bất chấp luôn. Nói, trời ơi, đó em chửi anh dữ lắm, em đâu biết đâu, em chui vô cái nhóm đó thấy người ta nói cái ông Quốc Võ này là cái ông nào mà thấy gớm vậy, thành ra em chửi. Thế bây giờ chị từ từ chị sẽ đem cái vấn đề tại sao mà chị rồi em Hướng Dương và một vài em khác nữa làm cái sự việc mà phải làm rõ ra để cho dân, những người ở trên YouTube, kể cả cái chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ cũng y như vậy, là họ giao cho nhau đó. Thí dụ như Nguyễn Tiến Dũng bên này mắc mớ gì mà phải trả cho mấy luật sư bên kia. Nguyễn Tiến Dũng có cái nhiệm vụ gì mà cái tiền của người ta là người ta quyên cho mấy trẻ em ở trong Thiền Am, người ta quyên cho những cái cô đang sống ở trong Thiền Am để mấy cổ nuôi con, thì tại sao nó lại lạc vô túi của mấy ông luật sư được? Đúng rồi. Đó, thì cái đó có phải là mua miệng người ta để người ta lên cái nhật ký luật sư người ta chửi cho mình không? Đó, thì cái sự việc gì nó phải có rõ ràng. Chị Hồng Trinh không có nói cái chuyện không có thật nha. Mình là cái người không đổ thừa cho ai, không nói oan cho ai. Là Nguyễn Tiến Dũng, chị biết tới Nguyễn Tiến Dũng qua cái lần đầu chị gặp đó. Thì Nguyễn Tiến Dũng là một cái người có cái tính cũng rất là khôi hài, và có cái cách đời sống cũng rất là văn nghệ. Mà tại sao tự nhiên đụng vô chỉ vì làm YouTube có view mà sẵn sàng sỉ nhục một cái người mình không hề quen biết như Nguyễn Phương Hằng. Sau đó thì lại tại Tony Phạm. Thôi bây giờ Nguyễn Phương Hằng hết rồi, giờ ông vô ông phụ chửi cái vụ Thiền Am đi, ông binh Thiền Am đi. Đó. Tự nhiên có như vậy thôi mà quẹo cái đường qua là không biết Thiền Am là ai luôn. Đó. Không biết Thiền Am là như thế nào luôn. Tự nhiên nhào vô như là mình cắt báo ân thề với Thiền Am rồi đó. Hả? Xong rồi sau đó thì là mở ra cái quỹ quyên đi, quý vị ơi, Thiền Am đang nước ngập vô nhà, các em bé đang đói khổ. Thì khi đó Tony Phạm với lại Phương Anh Châu không đồng ý cái chuyện đó. Đúng rồi, đúng không rồi. Đồng ý cái chuyện, không đồng ý cái chuyện Nguyễn Tiến Dũng lợi dụng cái chuyện này để quyên tiền.
Bởi như vậy thành ra mới lên tiếng nói, Tony Phạm lên tiếng nói trước là tôi không có ủng hộ cái chuyện quyên tiền, ông đừng có quyên tiền nha. Thì lúc đó Nguyễn Tiến Dũng lại lôi Tony Phạm lên, sĩ đã không ra một cái gì luôn hả? Mà chính Tony Phạm là cái người đưa hết thông tin, chứ Nguyễn Tiến Dũng không có biết một chút gì về Thiền Am cả hả? Bây giờ quý vị nghe như vậy thì quý vị nghĩ rằng Nguyễn Tiến Dũng bắt đầu từ đâu để mà đi yêu Thiền Am, rồi từ lo cho cô này, lo cho cô kia ở trong Thiền Am như vậy hả? Rồi Phương Anh Châu cũng y như vậy. Đó. Em không đồng ý anh làm cái chuyện này đâu, là tại vì ban đầu là họ cùng một cái, họ cùng ở trong một cái team với nhau, họ cùng ở trong một cái nhóm với nhau để mà binh vực Thiền Am. Thì Phương Anh Châu cho tới bây giờ nè vẫn rất là thương những cái đứa nhỏ ở trong Thiền Am. Đó. Thì cái đó là cái tình người, không phải là nói ô bây giờ tôi thấy cái chuyện nó không đúng rồi, ai binh ai chống gì là tôi sẽ chống những người đó. Thì chị Hồng Trinh thì không phải, là cái sự việc của Thiền Am đó, chị Hồng Trinh vẫn rất là mong làm sao là họ được nhìn lại, nhận lại sự việc, họ sẽ nhận tội rồi họ sẽ được giảm án để họ quay về với đời thường, đặc biệt là cuộc đời của chính em bé đó, thì nên là xã hội nên là để cho pháp luật xử họ rất là nhẹ, xong không nói tới họ nữa, để cho cuộc đời của chính đứa em sẽ là được bình thường đó. Được bình thường là tại vì cứ nói hoài như vậy thì tụi nó sẽ lớn lên, nó sẽ biết cái chuyện này là như vậy, tụi nó sẽ rất là khó sống với xã hội đó. Thì là Phương Anh Châu vẫn rất là thương cho cái chuyện mà Thiền Am bị như vậy, là tại vì có chính đứa nhỏ ở trong đó vô tội. Thì khi Phương Anh Châu lên tiếng phản đối cái chuyện rằng là mắc mớ gì mà đi quyên tiền, anh đi quyên tiền cái kiểu đó, em không có đồng ý anh quyên tiền, thì lập tức lôi Phương Anh Châu lên chửi. Phương Anh Châu hồi đó rất là tôn trọng Nguyễn Tiến Dũng, cổ có cái tài, cổ gói bánh tét rất là ngon quý vị. Như vậy thì Phương Anh Châu mới tặng bánh tét, mới cho cái tiền mà xúc và chát đó, mới tặng cho cả Nam Quang, cả Tiến Dũng gì nữa, tặng cái tiền đó, rồi gửi coi như là những cái tấm trái gì ngon đó. Cái đó là cái tấm lòng, chứ không có nói cái giá trị của cái số tiền. Đúng rồi. Cái công mà mình gói từng cái bánh mình gửi ra để mình tặng cho anh Tiến Dũng với anh Nam Quang đó, cái đó nó lớn hơn cái số tiền nào mà tính được đó. Cái tự nhiên khuyên một câu là em thấy cái chuyện anh tự nhiên anh nó mắc mớ gì, tự nhiên anh quyên tiền như vậy nó không có đúng, như vậy nó không có minh bạch. Tại vì mắc mớ gì anh quyên tiền, anh đừng có làm cái chuyện quyên tiền với cái chuyện cái cô Tan Nha Nguyễn Đỗ gì đó, quyên tiền như vậy là nó không có được. Cái đó là anh lợi dụng cái chuyện này để anh gom cái tiền vô, mà em thấy chỗ nào minh bạch thì lập tức là lôi Phương Anh Châu lên kêu là con bánh tét, con này con kia. Bởi vậy Phương Anh Châu có cái hận ở trong người, là mình đã sai lầm, mình kết bạn sai người. Phương Anh Châu đặc biệt là có cái sự quý mến Nam Quang, tại vì Nam Quang cũng dành cho Phương Anh Châu cái sự quan tâm, như là quan tâm giống như em phải cẩn thận cái này cái khác đó. Yeah. Nhưng mà đối với Nguyễn Tiến Dũng thì cũng giống như thấy anh thương mấy em ở trong Thiền Am, thì ngay cái lúc đó Phương Anh cũng như vậy. Bởi như vậy thành ra là họ hợp nhau ở cái quan điểm như vậy. Ai ngờ đâu tới một cái lúc mà nói tới cái chuyện quyên tiền thì cũng như em với chị như vậy thôi đó. Chị nói thôi em ơi em đừng có làm như vậy, tự nhiên em quay em chửi chị à. Vậy thì tự nhiên nó xảy ra cái chuyện vậy thì Phương Anh mới bị sốc như vậy đó. Cái khi hồi ban đầu chị cũng không biết, tự nhiên nó cũng có cái duyên thôi, chị tình cờ tự nhiên lướt ngang qua thì thấy của sao có cái cô em này sao mà giận dữ mà như vậy, thì chị mới ngừng lại chị coi, thì chị thấy người ta coi mình, người ta nói đồ mất dạy, đồ chửi bậy chửi tục, ăn nói hỗn hào. Nhưng mà người ta càng nói bao nhiêu mà chị nhìn thấy Phương Anh đó, thì chị lại càng rất là thấy cái đau ở trong đó, thấy cái đau khổ trong đó.
nhưng xong rồi mình không làm gì hết trơn mà tự nhiên à hóa ra là như vậy, không được lòng như vậy thì là suối người ta lên đó. Phương Anh đó, không có làm YouTube để kiếm tiền nha, coi như có mỗi một lần Phương Anh livestream là được coi như là mấy cả bao nhiêu ngàn người coi cái livestream luôn á, vậy nhưng mà không có mở đấy, không mở kiếm tiền đó, nhưng mà họ đi vô họ kéo sập cái kênh luôn, tại vì sau này nè thì chị cứ theo dõi hoài, chứ nó ủa sao mỗi lần mình nhìn thấy cái cô em này là mình cứ chỉ muốn mình cứ lấy tay mình rờ cái màn hình đó, tội nghiệp quá làm gì mà phải giận dữ vậy cơ, mình lại còn muốn cũng giống muốn nha, mình lại ngồi gần để mình nói em không cần phải như vậy đó. Tại vì cái tức tối với cái gì tự nhiên cho anh ăn, lúc anh ăn bánh tét thì anh kêu là ngon quá, rồi những cái đồ em cho, những cái đồ em ngâm tặng nó ngon lắm, như là cái khác cái hồi chứ ông đồng ý một cái lên nói bánh bị thiêu, bánh bị hư gì đồ con bánh tét như gì, trời ơi như vậy phải như mình đó, mình bỏ cái tấm lòng ra mình bị như vậy mình cũng gọi là nó không có đáng bao nhiêu, nhưng mà cái đó là cái chuyện cái tấm lòng đó, em hiểu không? Bởi như vậy thành ra là có nhiều người nói à, chị Hồng Trinh ơi, à, Phương Anh Châu gì gì có biết không, à, Phương Anh Châu là một cái người mẹ rất là trách nhiệm, à, trách nhiệm lắm, sáng sớm thức dậy rất là sớm chở con đi học lo con cái rồi đàng hoàng, thành ra mình mới nói là có nhiều khi mình lên trên mạng mình không có đánh giá ai được đâu, cũng như người ta nhìn thấy cô Nguyễn Phương Hằng chửi như vậy thì người nào không biết nói thằng bà gì chửi bậy chửi bạ thì nó phải có cái gì làm cho người ta chửi, hiểu không? Đó, thành ra là chị mới nói rằng mình đi mình chị ngồi như vậy nè hoàn toàn là không có sợ ai nói cái gì chị, là tại vì mình nói cái sự thật mà mình nói đúng sự thật mà cái cảm giác của mình mà mình nói không có cái ác ý gì với ai hết, mình chỉ nói lên sự thật thôi. Thì ngày hôm nay chị nói cho nghe nè, chị biết Nguyễn Tiến Dũng từ ban đầu là Nguyễn Tiến Dũng là cái kênh Ba Lô Google ha? Chị biết một cái anh chàng nói chuyện cũng rất là nhẹ nhàng mà vui tính này kia cái nọ, rồi chị biết qua cái vụ mà ông Trump gì đó, đó. À, cái người thân thiện tự nhiên bây giờ như vậy, bây giờ cứ ai đụng tới cái gì rồi bây giờ tất cả nói cái gì chỉ có tiền thôi, thì là chị cảm thấy không hiểu làm sao mà nó có thể thay đổi một cái người hồi trước. Chị nói thật, không bao giờ chị quên là lần đầu tiên chị xuống LA là Nguyễn Tiến Dũng đón chị ở phi trường. Chị rất là quý. Mà tự nhiên bây giờ chị cũng mong là Nguyễn Tiến Dũng nghe được chị Hồng Trinh nói, là chị Hồng Trinh vẫn có cái cảm tình, có cái cảm tình nhất định là hy vọng là em sẽ thay đổi. Em sẽ hiểu rằng đó, cái tiền mà không phải là của mình ở cái nước Mỹ này nó không bao giờ ở an toàn với mình, mà nó sẽ đưa mình vô cái chuyện rất là rắc rối với pháp luật, với sở thuế, và một ngày nào đó người ta biết được thì là mình chỉ có nước là mình không thể nào mình ngồi mình nói chuyện bình tĩnh được, là tại bây giờ tất cả những cái luật sư gì mà em làm cái chuyện Dũng làm cái chuyện gì với đó họ đều khai ra hết những cái chuyện nó rất là thiệt luôn. Nếu mà mình sống ở bên Mỹ này mà mình làm cái chuyện mình lợi dụng vô cái chuyện ở bên Việt Nam có mấy đứa nhỏ như vậy, rồi mình mua chuộc những cái luật sư đó để lập ra cái kênh nhật ký luật sư gì đó để mà chửi bới, để mà cái gì đó là luật sư đó nha, rồi họ là luật sư họ như vậy, thì là chị Hồng Trinh cũng không trách Nguyễn Tiến Dũng khi mà mình nói tới chuyện tiền. Khi mà mình đã lỡ mình vô rồi thì là mình cái đường mà mình đi ra đó là mình phải thành cái người giống như là ngang bướng, nói chằng nói bữa, nói ngang nói bướng. Nhưng mà Nguyễn Tiến Dũng phải nghe lời chị Hồng Trinh nói nè, cả đời chị Hồng Trinh không làm cái chuyện gì, không nói cái gì ác về ai hết. Chị Hồng Trinh mong là Nguyễn Tiến Dũng cũng nhớ rằng là khi chị Hồng Trinh tới vì Thúy Nga đó, chị Hồng Trinh không có nhận một cái cách nào của ai hết đó. Chị sẽ tới cho cái người nào cần mình. Thế bây giờ chị Hồng Trinh nói là mình làm ra cái chuyện, cái lương tâm của mình chị bảo đảm luôn đó, là ăn không ngon ngủ không yên, tự nhiên mình nhính vô vậy. Bây giờ mình có lấy được 500 ngàn đi chăng nữa đó, mình cũng thiệt là ở bên Việt Nam người ta khai hết mình ra rồi, dân trên mạng người ta đều biết hết rồi, ngoại trừ chỉ có vài người đó,
có thể là đãi họ bằng tiền, hoặc là họ nhận được tiền, nhận được quà của mình. Bây giờ họ nói ra thì họ nói không được thôi. Nhưng mà Nguyễn Tiến Dũng ơi, cái chuyện của em á, ai cũng biết hết rồi. Bây giờ chỉ có cái nước là chị Hồng Trinh khuyên em là chị không có muốn làm cái gì hơn cái chuyện là khuyên em ngưng lại. Còn nếu em không ngưng lại thì hết cái vụ thuế này thì em sẽ biết cái chuyện nó là như thế nào. Tại vì từ nay cho tới gọi là cuối tháng 4 em sẽ phải đóng thuế. Cái này là Hồng Trinh nói nha, hoàn toàn không mắc mớ gì tới Quốc Võ. Hồng Trinh chỉ có lúc nào cũng chỉ có mượn sống của Quốc Võ để nói chuyện thôi. Cái chuyện này là Hồng Trinh nói, chị Hồng Trinh nói nha Nguyễn Tiến Dũng, không hề mắc mớ gì. Em Quốc Võ không có quyền, không có cái quyền, tại vì em nhỏ quá mà chị Hồng Trinh lớn như vậy. À, Quốc Võ không có cái quyền nói chị Hồng Trinh là nói cái gì, không nói cái gì. À, mà cái này là chị Hồng Trinh nói. Chị cũng cái ngày mà hạn cuối của ngày thuế tới rất là gần. À, chị hy vọng là em biết rằng chị không bao giờ mà chị làm cái gì mà nghĩ xấu hay là nghĩ ác cho ai hay là cái chuyện gì hết. Mà em Phương Anh Châu rất là, chị rất là thương luôn. Tại sao một cái người làm từng cái bánh tặng cho cái ông anh như vậy, à, mà bây giờ em đem người ta ra em nói con bánh tét, con bánh gì. À, nghe em nói chuyện như vậy thôi, nhưng mà là một người mẹ rất là trách nhiệm, mà rất là bảo vệ con mình, mà lại đi cho người đi lên hăm dọa con người ta cái này cái khác cái kia, rồi còn cho cái chuyện đó là cái chuyện đáng đời nữa, thì là Nguyễn Tiến Dũng phải coi lại, phải quay trở lại cái lúc mình bắt đầu làm YouTube, cái ba lô Google gì đó, quay lại vẫn còn kịp, không ai nói gì mình đâu. Mà lúc nào mình cũng có thời gian, cũng như Hoài Linh đó, bỏ Chúa bao nhiêu lâu, bỏ đạo bao nhiêu lâu, bây giờ quay lại. Chị Hồng Trinh vẫn nói con của Chúa thì vẫn quay về nhà Chúa, không sao hết. Đó. Nhưng khi mình quay lại thì mình phải nhìn lại cái những cái đường mà mình trong thời gian mình bỏ Chúa mình đi đó, mình đã làm gì. Chứ không phải là mình dùng bao nhiêu cái thời gian mình xưng tội với cha, xong rồi cha giải tội cho mình, cha tha tội cho con, xong rồi mình không nhìn lại là nên có cái điều gì, không có cái điều gì mà mình không nên làm. Là tại vì nó đã phạm vô cái điều là mình đó, như chị Hồng Trinh đã đọc cái điều thứ 5 và điều thứ 6 đó, là mình không có cái người nào mà người ta khinh dễ mình, người ta gì đó là mình phải tha cho người ta, bỏ qua cho người ta đó. Rồi cái chuyện mà người ta xúc phạm mình hay là cái gì đó, khi mà người ta đã lâm nạn như vậy nè, bây giờ Nguyễn Phương Hằng dù sao đi chăng nữa cũng đã ở tù, coi như còn có 5 tuần nữa thôi là 1 năm rồi, chị Hồng Trinh đếm từng ngày từng tuần. Tại vì cái tội gì cũng vậy, bằng đó lâu cái chuyện mà để mà tranh đấu làm sao để lấy lại cái sự như vậy. Làm sao Nguyễn Phương Hằng bằng Nguyễn Tiến Dũng ở trên mạng? Nguyễn Tiến Dũng nói đi, có ai mà Nguyễn Tiến Dũng không xúc phạm? Đó. Bởi như vậy, có ai mà Nguyễn Tiến Dũng với Nam Quang chưa từng lôi lên sỉ nhục và xúc phạm không? Trong đó có chị Hồng Trinh nữa, nhưng chị Hồng Trinh bỏ qua là tại vì tại sao vậy? Tại sao vậy hả Nguyễn Tiến Dũng? Tại vì ở trong đó đó, chị Hồng Trinh vẫn nhìn thấy có một cái gì đó còn có sự tôn trọng. Còn không phải là tới luôn như là chửi những cái người phụ nữ khác, thì chị nói rằng ở đâu đó vẫn còn một cái gì đó. Thì bây giờ ngày hôm nay chị Hồng Trinh nói nghe là Hoài Linh quay về với Chúa, chị Hồng Trinh rất là mừng luôn. Là tại vì chị Hồng Trinh là người đạo Chúa, biết là nó là như vậy. Nhưng khi mình quay trở lại, không phải là mình cứ nói ngày hôm nay tôi quay về với Chúa, rồi tôi quay về với Chúa. Mình quay về là mình phải quay lại hết những cái điều răn của Chúa để mình làm cái sự việc cho nó đúng. Bây giờ cái đơn kiện của Hoài Linh vẫn còn nằm ở trong sở công an. Mình là người có lỗi, người ta lên tiếng nhắc nhở mình. Mình không ra miệng chửi, mà mình chung vô trong nhóm kín, mình xúi biết bao nhiêu người đi chửi Nguyễn Phương Hằng. Cái chuyện đó ai cũng biết, mà Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Hoài Linh cái gì toàn chui nhóm kín xong rồi xúi fan của mình đi chửi. Đó. Thì như vậy, cái sự việc đó ai cũng biết rồi. Đó. Có muốn không thì chị Hồng Trinh đưa hết những cái mà gọi là tin nhắn, những cái chat
đó, những cái chat chị sẽ đưa hết ra đó. À, chị đưa rồi, chị đưa về Việt Nam rồi đó. Nhưng mà bây giờ cũng chẳng là lấy cái sự việc đó để làm gì, ngoại trừ khuyên khuyên là Hoài Linh quay về với Chúa, thì Nguyễn Tiến Dũng nên ngưng những cái chuyện mà nó đã te đét ra hết rồi, mình tiếp tục nữa cũng chẳng có ích lợi gì nữa đâu. À, thì chị Hồng Trinh gọi là cái người nào làm ra được cái chuyện gì đó thì người nào cũng vậy, có lỗi biết ngưng lại, thì không có ai, không ai nên trách, cũng không ai nên trách nữa. Còn cứ tiếp tục như vậy nè thì là một cái sự thách đố, nhất định phải có cái giải đáp, nhất định phải có cái kết quả, và cái kết quả đó không bao giờ là kết quả tốt. Ừ, đúng rồi. Rồi, ngưng lại đi, không ai nên nói gì nữa. Dạ. Không ai nói, ấy người biết ngưng lại thì không ai nên nói gì nữa. Còn riêng riêng về Hoài Linh quay về với Chúa mà cái đơn kiện vẫn còn đi kiện người ta, trong khi đó là lỗi của mình. Ừ. Không lên tiếng không có nghĩa là không lên tiếng, thì để cho người khác lên tiếng, để cho đàn em của mình, để cho đồng nghiệp của mình à, đi vô mấy cái nhóm kín như thế nào nó đều có hết, đều có hết. Thành ra là ngưng lại không có nghĩa, ngưng lại không có nghĩa là mình cái gì mình làm qua xong rồi mình cứ im cái đơn kiện của mình để trong công an, rồi mình nói mình quay về với Chúa để mình coi như giờ tôi hết lên đồng rồi, đừng có nói chuyện tôi lên đồng nữa nha, tôi quay về với Chúa. Nhưng khi mình quay về với Chúa mà mình không làm đúng theo cái điều răn của Chúa thì chị Hồng Trinh vẫn nói là như vậy, là quay về cho có thôi chứ không phải là thật sự là quay về với Chúa. Nếu thật sự quay về với Chúa thì cái đơn kiện phải rút ra thì là mới thực hiện được, mới thực hiện được là con nhà Chúa. Tại vì mình phải đi theo những cái, những cái mà lúc đầu chị Hồng Trinh đọc á. Dạ. Ừ. Ok. Chị nói không? Ừ. Rồi cảm ơn chị. Ngày mai mình sẽ chia sẻ tiếp, để dành ngày mai chia sẻ tiếp. chị Hồng Trinh muốn nói với quý vị khán giả là Em Cút Bỏ là một cái kênh mà chị Hồng Trinh làm, cũng giống như là chỉ có kênh của Cút Bỏ thì Hồng Trinh lên nói chuyện. Nhưng mà Em Cút Bỏ là một người em rất là nhỏ tuổi. Mọi cái sự gì về chị Hồng Trinh cũng sẽ sẵn sàng để mà trao đổi và sửa chữa, nếu như là em làm đúng hay sai. Là chị Hồng Trinh đều nói em ơi em như vậy là em không có đúng. Bởi vậy Quốc Võ không có một cái trách nhiệm gì, hoặc là không có một cái ý kiến, cũng không biết gọi chị Hồng Trinh sẽ nói cái gì. Nhưng mà Quốc Võ nhất định phải tôn trọng cuộc nói chuyện của chị Hồng Trinh, là tại vì chị là chị lớn đó, chứ không phải là chị Hồng Trinh lên kênh của Quốc Võ một hồi nói là ơ kênh Quốc Võ kêu chị Hồng Trinh lên để nói này nói kia. Thì Hồng Trinh muốn nói cho nó rõ ràng, để cả Nguyễn Tiến Dũng cũng vậy, đây là chị Hồng Trinh nói, đừng có đụng tới nói Quốc Võ lên kênh nói cái gì nha. Quốc Võ không có cái quyền gì, mà Nguyễn Tiến Dũng cũng vậy. Ok, vậy chị Hồng Trinh ngày hôm nay nói đó, em ngưng lại đi là chị khuyên em. Chị vẫn nhớ cái anh chàng ba lô go go đó quay trở lại như vậy đi, rất là dễ thương. Tại sao để bản thân mình tới ngày hôm nay vậy, tất cả đi lên trên mạng, không phải là luật sư họ cũng chửi mình, ở bên Việt Nam người ta cũng chửi mình. Còn cái số tiền của chính em bé, chị hứa danh dự luôn, kể cả cô Tanya Nguyễn Độ và Nguyễn Tiến Dũng, cái tiền đó phải trả về cho chính em bé. Đó là cái danh dự của chị hứa là như vậy. Ok. Rồi cảm ơn chị, chúc ngủ ngon ha. Dạ, ngày mai chị em ok em. Rồi Hồng Trinh thân ái kính chào quý vị khán giả. Dạ. Rồi. Bye bye. Dạ ba chị. Dạ. Đó quý vị, thì vừa rồi là quý vị cũng đã nghe qua những cái quan điểm cá nhân của chị Hồng Trinh. Và chị cũng đã nói nhiều lần rằng là tất cả những cái lời chị nói ra thì chị chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đó. Bây giờ thì Quốc Võ cũng xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng trước khi mình chia tay. Thì Quốc Võ cũng nhắc lại rằng là nếu quý vị nào mà muốn order những sản phẩm tuyệt vời từ Quốc Võ, giống như là bột dinh dưỡng hoặc là trà Shitaba, thì cứ điện thoại trực tiếp cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474. Nếu quý vị nào mà ở Việt Nam thì quý vị add Zalo là
cộng 1 nha, nhớ là cái mã số nước của Mỹ là cộng 1. Xong rồi số điện thoại là 714-247-9474 ha. Đó, rồi mình add Zalo mình nói chuyện. Hoặc là quý vị nào đang ở Mỹ thì cũng điện thoại trực tiếp luôn cho Quốc Võ. Và số điện thoại đó để mình trao đổi thêm về những cái tác dụng tuyệt vời từ những sản phẩm của Ashitaba, mà những cái sản phẩm này thì được làm tại Nhật Bản ha, là một nước và nó rất là phát triển về công nghệ đó. Một lần nữa xin mến chào tất cả quý vị và chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là tốt lành nha. I love you.